giới thiệu với cả nhà vườn hoa mai của chú Giang ở Ngãi Đăng. Vườn hoa mai của chú Giang toàn là những cây hoa mai vàng nở rộ vàng rực, đều khắp nguyên cây. Mai này con nhìn cái gốc hết thần luôn ha. Nhìn gốc nè. Ui cha. Cái mai kia nó nhỏ mà cái bông bự hết sức luôn. Nhánh nó bụng nó bụng thác luôn. Nè. Nhánh này nhánh ghép không ạ? Nhánh ghép không? Cái bông nè. Ghép bông vô cái thằng thằng mai tứ quý. Mai tứ quý ghép bông vàng vô nè. Cái thằng này thằng mai tứ quý nè. Ghép nhánh bông vàng vô nè, ghép là rõ ràng luôn. Cái mai ghép không? Ghép cái bông nó bự hết sức ạ. Ừ, nó lấy cái cành cũng bỏ vô ghép nè. Ghép mai này mai ghép không? Ghép bò vô. Cái thần nha. Chưa nở hết rồi. Bức quá trời. Bông bự hết sức luôn. Thiệu với mọi người cây mai nửa tỷ nè. Đó, cây mai gì nửa tỷ nè. Vàng chóe.